chào mừng anh em đến với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình thay cái kính lưng của con Xiaomi Mi Note 3 nè. Này trong quá trình thay, khách đỡ tay làm bể. Này bên mình đang có hai màu, màu xanh và màu đen nha. Này mình xài mình đang xài màu đen á, mình thấy chán quá mình có thể tới thay qua màu xanh cũng được, màu xanh cũng rất là đẹp. Đây. À bây giờ mình tiến hành tháo cái kính lưng ra nha, cắt nguồn. Mình khò cho nó nóng ra là keo nó sẽ mềm á. Rồi mình dùng cái cây này đem mỏng như vậy đắp ra. Khi mà đã có máu rồi đó, mình dùng lá bài á, mình đẩy cái keo nó cho nó nhanh hơn. Khi mình khò nóng rồi đó, mình lắp cái keo này rất là nhẹ rồi. Lần này bạn nào ở xa mình có thể bán cho mấy bạn mang về tự thay cũng được cái con này á, cái vân tay nó nằm ở phía trước dễ, nên nó không có nằm ở phía sau lưng thường. Có những máy nằm ở phía sau kính lưng á, mình tháo thì mình phải né phần dây vân tay ra. Xin keo nó cho nó sạch sẽ, mình dán lên nó chắc vào nhau rồi. Còn nó kính
sau khi mình vệ sinh keo xong mình dùng khăn lau mình rửa cho nó sạch cái bụi đó. Trong thời gian mình sử dụng á, bụi nó có phải này các bạn tới thay đợi tầm khoảng 15 đến 30 phút là bên mình sẽ làm xong nha. Mình sẽ ướm hai cái kính lưng vô cho các bạn xem nha. Cái này là màu xanh. Mà máy này máy khách cũng màu đen nên mình thay cho khách này nha. Hiện tại là tụi mình đang có hàng nào đang xài màu đen á, cảm thấy là xài thời gian á nó chạy ra là nó bể gì đó. Các bạn chán màu đen thì các bạn có thể tới thay qua màu xanh cũng được. Đây kính lưng sau khi bên mình thay xong kích giống như zin nha. Tại vì đây là kính lưng mình nhập theo kính zin. Kích giống như zin. Khá là nhanh. Khoảng 10 giờ là mình vừa thay xong cái kính lưng của Xiaomi Mi Note 3. Nếu các bạn thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh để sau này mình có những clip mới á thì sẽ thông báo cho các bạn tới xem. Rồi, xin chào các bạn.